Mỹ có thể từng từ chối đề xuất ngừng bắn của Tổng thống Putin. Theo các nguồn giấu tên, Tổng thống Putin đã từng đề xuất một kế hoạch để đóng băng xung đột ở Ukraine, nhưng Mỹ đã từ chối đề nghị này vì không muốn tạo áp lực lên Kiev. Các quan chức cấp cao ở Nga đã tiết lộ vào ngày 13 tháng 2 về các cuộc liên lạc giữa Moscow và Washington vào cuối năm ngoái và đầu năm nay. Trong các cuộc liên lạc này, Tổng thống Putin của Nga đã đề xuất một kế hoạch để đóng băng xung đột và giữ nguyên hiện trạng tiền tuyến nhằm kết thúc cuộc chiến. Mặc dù Kremlin không chịu từ bỏ các khu vực do Nga kiểm soát, một số quan chức Nga cho rằng đây là giải pháp tốt nhất để đạt được hòa bình. Theo một quan chức giấu tên, thông điệp này đã được truyền đến Mỹ thông qua nhiều kênh trung gian, bao gồm các đối tác của Nga tại Trung Đông. Các cuộc gặp giữa các bên trung gian đã bắt đầu tại Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối năm 2023. Đề xuất của Putin sau đó đã được truyền đến Washington và được thảo luận trong một cuộc họp giữa Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ, CIA Bill Burns và Bộ trưởng Ngoại giao Antony Blinken. Tuy nhiên, Mỹ đã phản đối kế hoạch ngừng bắn vì không muốn thực hiện đàm phán sau lưng Kiev. Một quan chức Nga giấu tên cho biết rằng Sullivan đã thông báo với Ushakov rằng Washington sẵn sàng thảo luận với Moscow về nhiều mặt trong quan hệ song phương nhưng không thể đàm phán về việc ngừng bắn nếu không có sự đồng thuận từ phía Kiev. Điện Kremlin cho rằng việc tiếp tục duy trì liên lạc với Mỹ về vấn đề này sẽ không mang lại kết quả và họ sẽ tiếp tục chiến dịch tại Ukraine. Một quan chức khác cũng cho biết rằng Mỹ không tin tưởng vào đề xuất ngừng bắn của tổng thống Putin, dù ông ấy có ý định thật sự làm điều đó. Thông tin này là lần đầu tiên xuất hiện về quá trình liên lạc thất bại giữa Moscow và Washington. Tuy nhiên, cả hai bên đều chưa bình luận về thông tin này. Một quan chức Mỹ giấu tên đã phủ nhận việc có liên lạc hậu trường với Nga và khẳng định rằng Washington sẽ không tiến hành đàm phán sau lưng Kiev. Kể từ khi xung đột bùng phát, chiến sự giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp tục mà không có dấu hiệu chấm dứt. Mặc dù hầu hết các lãnh đạo châu Âu vẫn ủng hộ Kiev, họ đang đối mặt với sự gia tăng áp lực từ phía các nhóm dân trong nước. Ông Putin đã đề cập đến việc thảo luận về các phương án hòa bình trong quá khứ. Nhưng các quan chức phương Tây tin rằng ông đang chờ đợi kết quả của bầu cử Mỹ năm 2024 trước khi tiến hành các cuộc đàm phán thực sự. Nga đã sắp nhập các vùng Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia vào cuối năm 2022 và tuyên bố rằng họ sẽ không từ bỏ các vùng lãnh thổ này. Trong khi đó, Ukraine đã cam kết sẽ tiếp tục chiến đấu để giành lại toàn bộ các khu vực đang bị Nga kiểm soát, bao gồm bán đảo Crimea, và họ không sẵn lòng ngồi vào bàn đàm phán trong thời gian ông Putin vẫn giữ quyền lực.